Chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Vibo 62 Long An. Em thì hôm nay theo yêu cầu có một số anh á, thì em tiếp tục lên 10 con cái đầu xô hàng hậu bị nha cô chú anh chị. Thì số ký nó từ 24 cho đến 28 ký nha cô anh chị. 24 thì có 2 con ha, còn lại 25, 26, 27, 28 ha cô chú anh chị. Thì bài hôm qua thì em có đã chốt là về Củ Chi ha cô chú anh chị ha. Thì có một số anh chị mua dê mà nhắn Zalo em không biết làm sao á, thì cứ alo trực tiếp em đi, em sẽ hướng dẫn và em sẽ tạo mọi điều kiện để cô chú anh chị có thể mua được những con giống tốt nhất trong thời điểm hiện tại ha. Thì cái bầy này là hàng hậu bị mà pin lùn ha cô chú anh chị, này hàng không lem ha cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nhìn dê thì cô chú anh chị cũng đánh giá ha. Thì dê của em mới về á, nó mưa qua nay bên chỗ em nhiều quá cho nên là nó cũng hơi dơ hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem thông cảm giúp em ha. Thì hiện tại thì mùa mưa cũng đã đến rồi cô chú anh chị. Thì cỏ nó lên cũng nhiều ha. Thì cô chú anh chị nào mà có cỏ nhiều á thì chúng ta nên bắt con giống trong những thời điểm này ha cô chú anh chị. Thì em cũng xin báo giá để tất cả cô chú anh chị đỡ không mất nhiều thời gian của chú anh chị ha. Thì 10 con này em báo giá là 28.500 tại chuồng ha cô chú anh chị. Có bớt chút xíu tiền xe cho cô chú anh chị đem về ha. Hàng này là hàng số đẹp ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng hậu bị ha cô chú anh chị ha. Nuôi tạm khoáng nữa cho chúng ta có thể vô nọc ha cô chú anh chị. Thì chân mi lồng không ha cô chú anh chị ha. Đây cô chú anh chị nhìn ha. Thì hôm qua có một anh hay gì ở Vĩnh Long ha, hay là với lại anh bên Hòa Công á, có điện thoại em không kịp mà bài kia em để chốt lại khách ở Củ Chi ha cô chú anh chị. Thì hôm nay em lên tiếp tục cái bài này nè, anh mà xem được thì liên hệ lại cho em ha. Thì em cũng xin nhắc lại cái số ký là bài dê hậu bị này 10 con cái đầu xô pin lùng ha cô chú anh chị. Số ký nó từ 24 đến 28 ký cô chú anh chị. 24 thì có 2 con ha, còn lại 25, 26, 28 ha cô chú anh chị. Nó rất là đều dê ha. Thì em cũng xin báo giá để không làm mất nhiều thời gian cô chú anh chị. Là 10 con này em bán với giá là 28.500 tại chuồng ha. Có bớt chút xíu tiền xe để cho cô chú anh chị vận chuyển về ha. Bớt chút xíu tiền xe để cô chú anh chị vận chuyển về, nhưng mà em sẽ vận chuyển tới nhà cho cô chú anh chị yên tâm vấn đề đó ha. Nói chung là mua bán cũng phải có bớt đi cô chú anh chị, hoặc là hỗ trợ tiền xe để cô chú anh chị vận chuyển về. Ở đây là hàng những cái con mà là hàng, nói chung là hàng này là hàng khá đâu cô chú anh chị, nó không có lem nhiều luôn ha, nó chỉ có lem chân hai con thôi cô chú anh chị ha, còn lại là xô mà không lem nữa thôi cô chú anh chị. Hàng này hàng hữu bị, hàng chung, hàng khá luôn ha. Cô chú anh chị nào mà có muốn sở hữu 10 em này á thì liên hệ với em qua số điện thoại 0389311419 ha. Thì em có chuyến đi Củ Chi á, cô chú anh chị nằm ở khu vực Củ Chi, Hóc Môn hoặc là Tây Ninh ở gần gần đó thì muốn ghép để cho nhẹ lên xe thì alo giúp em ha. 10 con này em bán với giá là 28.500, còn bớt chút xíu tiền xe nữa cô chú anh chị về ha. Em nó quay cho cô chú anh chị xem ha. Đây chân pin lùng ha cô chú anh chị, chân chừng gan máy ha. Đây xô tím xô đỏ này, em quay từ trên xuống cho cô chú anh chị xem ha. 10 con cái đầu xô ha, hàng hậu bị ha cô chú anh chị. Chúng ta nuôi trong vòng tháng nữa là chúng ta có vô nọc là ngon luôn ha cô chú anh chị ha. Thì hàng này là hàng lùn không ha cô chú anh chị. Thì có một số con thì nó về nó dơ quá, lý do trời mưa cho nên nó làm cái chuồng nó hơi dơ, với lại chuồng nó tạt ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem xong thảm giúp em ha. Đây xô tím à, xô đỏ à. Thì hàng bên em trước khi đi giao đến chuồng của chú anh chị á, thì em có chích thuốc, là chích thuốc bỏ cho cô chú anh chị ha. Thì con dê thì lúc nào nó phải là về lại chuồng á thì nó cũng phải chậm đứng lại thời gian ha cô chú anh chị. Cho nên là nhiều cô chú anh chị mà mới nuôi á lại về lại bảo là con dê này sao là về nó đứng nó không ăn là... Thì tập tính của con dê á, thì nó đi về một cái nơi ở khác á, thì nó lạ chuồng ha.
Thì bên cạnh đó thì chiếc đi thì em da của em đã cũng chích thuốc bổ rồi, cho nên là nó cũng không mất sức nhiều lắm cho cô chú anh chị. Em là em sử dụng thuốc bổ dùng cho người ha cô chú anh chị nha, em không có dùng thuốc bổ cho thú y ha. Thì dùng thuốc bổ cho người thì nó cái tính hiệu quả nó cao hơn là cô chú anh chị. Như con này nè, hàng bên lùng mà xô tới dai lên cô chú anh chị, đẹp cực kỳ luôn. Đây. Đây. Quá đẹp. Hàng hậu bị thì hiện tại giờ 10 con này thì nuôi khoảng tầm tháng nữa thì chúng ta có thể vô nọc ha cô chú chị. Mà vô nọc thì những cái con này nó nở khung ra rất là to ha cô chú anh chị ha. Thì nó đã có khung sẵn rồi, xương khung chân tay lớn ha cô chú anh chị. Này, con này quá đẹp. Bên lồng mà xô tới vai nữa. Xô tím nè cô chú anh chị ha. Chân một khúc thôi. Không có cao, chừng hơn gan của em ha. Con nấy đẹp ha cô chú anh chị. Thì em cũng xin nhắc lại là em có sắp có chuyến đi về Củ Chi ha. Cô chú anh chị nào ở khu vực Củ Chi, Tây Ninh, Đức Hòa, Đức Huệ, Long An hay gì đó thì muốn chốt bài này thì liên hệ lại với em để chúng ta có thể ghép xe đi cho nó nhẹ tiền ha cô chú anh chị. Đây, còn hôm qua có một số anh nó chốt bày lửa chưa kịp á, thì để em về tiếp tục nữa em sẽ gửi lên những cái anh mà xem đã hôm qua đã liên hệ với em á, thì em gửi cho mấy anh nó xem trước ha. Thì cô chú anh chị nào mà cứ cần dây lửa hàng bên bên giống như hôm qua thì cứ alo cho em ha, để em sắp xếp sẽ có những cái video tiếp theo để em gửi sớm nhất cho cô chú anh chị ha. Đây những em đây là xô tím ha cô chú anh chị. Thì em cũng xin nhắc lại đây cô chú anh chị nào mà mới vô xem video á, thì 10 con cái này có số ký từ 24 cho đến 28 ký rồi cô chú anh chị. Thì 24 nó có 2 con ha, 3 con ha cô chú anh chị ha. Còn lại 26, 25, 26, 28 ha cô chú anh chị. Thì em cũng không làm mất nhiều thời gian cô chú anh chị luôn, em bán với giá là 28 triệu 500 tại chuồng ha. Cô chú anh chị nào mà có ưng ý thì liên hệ lại em ha. Còn bớt xíu tiền xe để cô chú anh chị chuyển về ha cho cô chú anh chị ha. Đây một vàng đầu xô không. Cô chú anh chị xem à, chân tay ha. Đây. Rồi, vai ha cô chú anh chị. Cứ cắm đầu cho nó ăn à. Với em là ăn là cỏ sai ha cô chú anh chị. Ha. Chân tay ha. Hàng này hàng hậu bị ha cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào mà có đã nuôi rồi á thì chúng ta khỏi cần bắt đực ha. Cũng cô chú anh chị nào mới khởi nghiệp hay gì đó mà cần cũng đực á thì em sẽ bỏ đực vô em video của cô chú anh chị, gửi riêng cô chú anh chị xem riêng ha. Những em cái đầu xô hậu bị ha. Quay đôi ha cô chú anh chị ha. À. 10 con. Thì em sẽ quay chi tiết lại cho cô chú chị xem ha, em quay quay một vòng nữa cho cô chú chị xem và em kết thúc video đây ha. Thì trước khi kết thúc video thì cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian vừa qua ủng hộ con giống bên em ha.
xin cô chú anh chị cho một lượt đăng ký để em có thể làm những cái video tiếp theo để gửi đến tất cả cô chú anh chị ha. Em xin chào thân ái và tạm biệt ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị.